Anh lấy tôi về thì anh phải cung phụng tôi. Khi còn yêu, có thể người đàn ông sẽ chạy theo bạn, nuông chiều bạn hoặc là nói quá một tí là cung phụng bạn. Vì đang yêu, đang say đắm, nhưng một khi đã tiến tới hôn nhân, có thể điều này sẽ không còn nữa. Vì phụ nữ dưới cương vị là những người vợ, người mẹ, vậy chúng ta phải có trách nhiệm đầu tiên trong việc giữ lửa hôn nhân gia đình. Có nhiều chị em phụ nữ hành động rất là không thông minh, đó là khi chồng đi ra ngoài làm việc về tới nhà, vừa mở cửa ra là các chị đã tạo cho chồng một cái gương mặt rất là căng thẳng, một bầu không khí rất mệt mỏi khiến cho anh chồng cảm thấy ngôi nhà không còn ấm áp nữa. Với một người đàn ông khi mà họ lập gia đình thì nhà là nơi để về, là nơi để nghỉ ngơi, vợ là hậu phương êm ả. Các chị có thể thể hiện sự không hài lòng của mình nhưng hãy chọn thời điểm cho phù hợp. Đừng chọn lúc mà chồng vừa đi làm về, đây là một ứng xử rất vụng về. Có những người từng nói rằng vợ mà không dịu dàng, vợ mà căng thẳng thì người đàn ông đó phải hỏi lại bản thân mình xem mình đã làm gì để vợ phải như thế. Cũng hợp lý, nhưng phải chọn thời điểm phù hợp, chứ không phải là người ta đi làm mệt mỏi về tới nhà là cứ tiền, rồi tra khảo, rồi than thở, rồi tiêu cực, thì cho dù người chồng đó có ok đến mấy, họ cũng sẽ phản biện lại bằng những thái độ không hài lòng. Phụ nữ hãy biết chọn lúc cương, lúc nhu đúng thời điểm, hãy làm tốt trách nhiệm của mình trong gia đình, là một người vợ, một người mẹ, một người giữ lửa trong gia đình. Hôn nhân có hạnh phúc hay không, một phần lớn đó là do chính chị em phụ nữ chúng ta.